Cô chào các em khối 7. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn từ năm 1418 đến năm 1427. Bài học này sẽ giúp các em hiểu được các nội dung sau đây. 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. 2. Diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 3. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé. 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa. Chúng ta sẽ tìm hiểu vài nét về anh hùng dân tộc Lê Lợi. Lê Lợi sinh năm 1385, mất năm 1433, là một hào trưởng có uy tín lớn ở vùng Lam Sơn, Thanh Hóa. Ông là người thông minh, có lòng yêu nước. Trước cảnh nước mất, nhân dân lầm than, ông đã dốc hết tài sản để chiêu tập nghĩa sĩ, bí mật liên lạc với các hào kiệt, xây dựng lực lượng, chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa. Ông thường nói với mọi người, bậc trượng phu sinh ở đời phải cứu nạn lớn, lập công to để tiếng thơm hàng nghìn thuở, chứ đâu lại xuôn xoe đi phục dịch kẻ khác. Với cả tấm lòng yêu nước thương dân, cùng với ý chí đánh đuổi quân xâm lược, ông đã không ngần ngại dốc hết toàn bộ tài sản để lo toan nghiệp lớn, chọn Lam Sơn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa. Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu, nối liền giữa đồng bằng và miền núi, có địa thế hiểm trở. Đây cũng là nơi giao tiếp của các dân tộc Việt, Mường, Thái. Vì vậy, Lam Sơn đã được chọn làm căn cứ cho cuộc khởi nghĩa. Khi nghe tin Lê Lợi đang chuẩn bị khởi nghĩa, hào kiệt từ khắp các địa phương trong cả nước đã tìm về hội tụ ngày càng đông, trong đó có Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi sinh năm 1380, mất năm 1442, là con Nguyễn Phi Khanh. Ông học rộng, tài cao, có lòng yêu nước thương dân. Quân Minh tìm mọi cách dụ dỗ ông, nhưng đều thất bại. Từ thành Đông Quan, ông bí mật trốn vào Lam Sơn theo Lê Lợi khởi nghĩa. Khi gặp Lê Lợi, ông đã dâng tập bình Ngô Sách. Đó là cả một kế sách lớn nhằm diệt giặc cứu nước mà Nguyễn Trãi đã ôm ấp từ nhiều năm, nay mới tìm thấy người lãnh đạo xứng đáng. Trong cuộc khởi nghĩa này, không thể không nhắc đến hội thề ở Lũng Nhai, nơi mà Lê Lợi cùng 18 người trong bộ chỉ huy đã tiến hành làm lễ thề. Trong hội thề có ý nghĩa thiêng liêng đó, 19 người anh hùng đã nguyện thề sống chết cùng nhau, chung sức đồng lòng, giữ gìn đất nước, chống giặc ngoại xâm, giành lại độc lập dân tộc. Tôi là phụ đạo Lê Lợi cùng Lê Lai, Nguyễn Trãi, Đinh Liệt, Lưu Nhân Chú. 19 người tuy họ hàng quê quán khác nhau, nhưng kết nghĩa, thân nhau như một tổ liền cành. Phận vinh hiển có khác nhau, mong có tình cùng chung một họ. Chung sức đồng lòng, giữ gìn đất nước, làm cho xóm làng được ăn ở yên lành. Thề sống chết cùng nhau, không dám quên lời thề son sắt. Kính xin có lời thề. Sau hội thề, công việc chuẩn bị khởi nghĩa được tiến hành ngày càng khẩn trương. Ngày 2 tháng 1 năm Mậu Tuất, tức ngày 7 tháng 2 năm 1418, Lê Lợi cùng toàn thể nghĩa quân làm lễ tế cờ khởi nghĩa, mở đầu cuộc đấu tranh chống quân Minh. Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương, kêu gọi nhân dân nổi dậy cứu nước, giành độc lập dân tộc. Trong phần này, các em cần nắm được những ý chính sau đây. Lê Lợi triệu tập nghĩa sĩ để chuẩn bị khởi nghĩa. Nhiều người yêu nước tìm về Lam Sơn, trong đó có Nguyễn Trãi. Lê Lợi và 18 người trong bộ chỉ huy tiến hành hội thề ở Lũng Nhai. Ngày 7 tháng 2 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, tự xưng Bình Định Vương. Với tinh thần đoàn kết đánh giặc, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn sẽ diễn ra và kết thúc như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung phần 2, diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.
Trong phần này, các em cần nắm được những nét chính của cuộc khởi nghĩa và thực hiện được việc lập bản thống kê các sự kiện tiêu biểu qua các giai đoạn diễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. A. Những năm đầu hoạt động của Nghĩa quân Lam Sơn. B. Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hóa và tiến quân ra Bắc từ 1424 đến 1426. C. Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng cuối năm 1426 đến cuối năm 1427. Chúng ta cùng bắt đầu nhé! Những ngày đầu khởi nghĩa, do lực lượng còn yếu, quân Minh nhiều lần tấn công, bao vây căn cứ Lam Sơn. Nghĩa quân phải 3 lần rút lên núi Chí Linh, chịu đựng rất nhiều khó khăn gian khổ. Nhiều tấm gương chiến đấu hy sinh dũng cảm xuất hiện, tiêu biểu là Lê Lai. Ông đã cải trang làm Lê Lợi, chỉ huy một toán quân liều chết phá vòng vây quân giặc. Đến cuối năm 1421, quân Minh mở cuộc vây quét lớn. Lê Lợi phải rút quân lên núi Chí Linh. Tại đây, Nghĩa quân đã trải qua muôn vàn khó khăn, thiếu lương thực trầm trọng, đói rét. Lê Lợi phải cho giết cả voi, ngựa, kể cả con ngựa của ông để nuôi quân. Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, khi Khôi huyện quân không một đội. Mùa hè năm 1423, Lê Lợi đề nghị tạm hòa, được quân Minh chấp nhận. Đến tháng 5 1423, Nghĩa quân trở về căn cứ Lam Sơn. Do bị thất bại trong âm mưu mua chuộc Lê Lợi, quân Minh đã trở mặt tấn công Nghĩa quân vào cuối năm 1424. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chuyển sang giai đoạn mới. Trước tình hình quân Minh tấn công ráo riết, Nguyễn Chích đã đề nghị chuyển địa bàn hoạt động vào Nghệ An, là nơi đất rộng người đông và cũng rất hiểm yếu. Lê Lợi đã chấp nhận kế hoạch của Nguyễn Chích. Ngày 12 tháng 10 năm 1424, Nghĩa quân bất ngờ tập kích đồn Đa Căng, sau đó hạ thành Trà Lâm. Trên đà thắng đó, Nghĩa quân tiến đánh quân giặc ở Khả Lưu. Phần lớn Nghệ An được giải phóng. Tháng 8 năm 1425, các tướng Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân chỉ huy quân tiến vào giải phóng Tân Bình, Thuận Hóa. Vùng giải phóng của Nghĩa quân kéo dài từ Thanh Hóa đến đèo Hải Vân. Quân Minh chỉ còn mấy thành lũy bị cô lập và bị Nghĩa quân bao vây. Đến tháng 9 năm 1426, Lê Lợi và Bộ Chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc. Nghĩa quân được chia làm ba đạo. Nhiệm vụ của ba đạo quân là tiến sâu vào vùng chiếm đóng của giặc, cùng với nhân dân nổi dậy, bao vây đồn giặc, giải phóng đất đai, thành lập chính quyền mới, chặn đường tiếp viện của quân Minh từ Trung Quốc sang. Đi đến đâu, Nghĩa quân cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Quân ta liên tiếp giành được nhiều chiến thắng, quân Minh lâm vào thế phòng ngự, phải rút vào thành Đông Quan cố thủ. Cuộc khởi nghĩa chuyển sang giai đoạn phản công. Vùng giải phóng ngày càng được mở rộng, Nghĩa quân liên tiếp giành được nhiều thắng lợi ở các trận đánh, trong đó phải kể đến hai trận đánh Tốt Động Chúc Động và Chi Lăng Xương Giang. Trên màn hình là hình ảnh lược đồ trận Tốt Động Chúc Động. Phần chú giải sẽ giúp các em hiểu được nội dung các hình ảnh. Vậy trận Tốt Động Chúc Động đã diễn ra như thế nào? Cô mời các em cùng lắng nghe. Tháng 10 1426, Vương Thông đem 5 vạn viện binh tiến vào Đông Quan, quyết định mở cuộc phản công để giành lại thế chủ động. Ngày 7 tháng 11 năm 1426, Vương Thông tiến đánh quân chủ lực của Nghĩa quân ở Cao Bộ. Biết trước âm mưu của giặc, quân ta phục binh ở Tốt Động Chúc Động. Kết quả, 5 vạn tên giặc bị tử thương, bắt sống trên 1 vạn. Vương Thông bị thương phải tháo chạy về Đông Quan. Nghĩa quân thừa thắng kéo về bao vây thành Đông Quan và giải phóng thêm nhiều châu huyện. Liên tiếp giành được nhiều thắng lợi, tinh thần chiến đấu của quân ta ngày càng mạnh mẽ, quân giặc ngày càng thất thế. Tuy nhiên, chúng vẫn chưa từ bỏ mưu đồ xâm lược. Sau đây, cô mời các em cùng lắng nghe diễn biến trận Chi Lăng Xương Giang.
Đầu tháng 10 năm 1427, 15 vạn viện binh được chia thành hai đạo, từ Trung Quốc kéo sang, do Liễu Thăng và Mộc Thành chỉ huy, tiến vào nước ta. Ngày 8 tháng 10, Liễu Thăng bị quân ta phục kích và bị giết ở Chi Lăng. Lương Minh lên thay, tiến xuống Sương Giang, bị quân ta phục kích ở Cần Trạm, Phố Cát. Mấy vạn tên còn lại cố gắng tiến xuống Sương Giang, nhưng bị quân ta tấn công từ nhiều hướng. Gần 5 vạn tên bị tiêu diệt, số còn lại bị bắt sống. Lê Lợi sai đem các chiến lợi phẩm ở Chi Lăng đến doanh trại Mộc Thạnh. Biết Liễu Thăng đã bị giết, hoảng sợ, Mộc Thạnh rút quân về nước. Vương Thông nghe tin cả hai đạo viện binh bị tiêu diệt, khiếp đảm vội xin hòa và chấp nhận mở hội thề Đông Quan ngày 10 tháng 12 năm 1427 để được an toàn rút quân về nước. Ngày 3 tháng 1 năm 1428, toán quân cuối cùng của Vương Thông rút khỏi nước ta, đất nước sạch bóng quân thù. Như vậy, cuộc khởi nghĩa kết thúc bằng những chiến thắng hào hùng của dân tộc ta và cuộc đầu hàng rút lui nhục nhã của quân thù. Diễn biến hai trận đánh Tốt Động, Trúc Động và Chi Lăng, Sương Giang có rất nhiều sự kiện lịch sử. Tuy nhiên, các em cần nắm được những sự kiện sau đây. Tháng 10, 1426, Vương Thông đem 5 vạn viện binh tiến vào Đông Quan. Ngày 7 tháng 11, 1426, Vương Thông cho quân tiến về Cao Bộ. Tháng 10, 1427, 15 vạn viện binh chia hai đạo do Liễu Thăng, Mộc Thạnh chỉ huy. Ngày 8 tháng 10, 1427, Liễu Thăng bị phục kích và bị giết ở Chi Lăng. Ngày 10 tháng 12, 1427, Vương Thông xin hòa, mở hội thề Đông Quan để rút về nước. Ngày 3 tháng 1, 1428, đất nước sạch bóng quân thù. Như vậy, các em vừa tìm hiểu xong những nét chính về diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Theo các em, nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi là gì? Và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn có ý nghĩa lịch sử như thế nào đối với dân tộc ta? Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đạt được những thắng lợi vẻ vang là do nhân dân ta có lòng yêu nước, có ý chí bất khuất, quyết tâm giành lại nền độc lập. Tất cả các tầng lớp nhân dân đều đoàn kết đánh giặc, hăng hái tham gia khởi nghĩa. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn còn gắn liền với đường lối đánh giặc đúng đắn, sáng tạo của Bộ Chỉ huy, đứng đầu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi. Tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi vừa nêu bật được ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, vừa toát lên niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Xã tắc từ đây vẫn bền, Giang Sơn từ đây đổi mới. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam thời Lê Sơ. Trước khi kết thúc bài học hôm nay, các em hãy củng cố lại kiến thức bằng những bài tập sau đây nhé. Câu 1. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn vào thời gian nào? A. Ngày 7 tháng 11 năm 1426. B. Ngày 7 tháng 2 năm 1418. C. Ngày 10 tháng 12 năm 1427. D. Ngày 8 tháng 10 năm 1427. Đáp án là câu B, ngày 7 tháng 2 năm 1418. Câu 2. Lê Lợi và Bộ Chỉ huy quyết định mở cuộc tiến quân ra Bắc vào thời gian nào? A. Tháng 11 1426. B. Tháng 10 năm 1424. C. Tháng 9 năm 1426. D. Tháng 8 năm 1425. Đáp án là câu C, tháng 9 năm 1426. Câu 3. Hãy nói nội dung ở cột A tương ứng với cột B sao cho chính xác về diễn biến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Cột A. 1. Mùa hè 1423. 2. Ngày 12 tháng 10 1424. 3. Ngày 10 tháng 12 1427. 4.
ngày 3 tháng 1 1428. Cục B: A. Đất nước sạch bóng quân thù. B. Vương Thông xin hòa, mở hội thề Đông Quan để rút về nước. C. Nghĩa quân tấn công Đa Căm, hạ thành Trà Lâm. D. Lê Lợi đề nghị tạm hòa, quân Minh chấp nhận, nghĩa quân trở về Lam Sơn. Câu trả lời 1D, 2C, 3B, 4A. Ở nhà, các em hãy làm hai câu bài tập này vào vở nhé. Câu 1. Vì sao Hào Kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn? Câu 2. Tại sao Lê Lợi đề nghị tạm hòa với quân Minh? Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các em ở nhà nhớ ôn lại bài 19, làm bài tập về nhà vào vở. Đọc trước bài 20, Nước Đại Việt thời Lê Sơ 1428 đến 1527. Cô chào các em, chúc các em có một ngày học tập thật vui vẻ. Hẹn gặp lại các em ở bài học kế tiếp.